Hello anh em ơi, anh em nào đang cần mua những cái dòng sản phẩm máy cưa này hay máy cắt cỏ này với cái giá siêu ưu đãi thì hôm nay cửa hàng chúng em xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích này và bình điện cũng như là máy cắt cỏ cho anh em, tất cả đều là giá thanh lý anh em nhé. Và hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2024, cửa hàng Lột Máy Cưa chúng em lại xin tiếp tục lên video và thanh lý cho anh em. Đây toàn bộ là máy mới 100% đập trong hộp đổ ra anh em nhé, không phải là máy cũ người ta chưa có ai sử dụng đâu anh em. Anh em ơi, hôm nay là toàn là máy mới thôi anh em. Đấy, những dòng sản phẩm hôm nay ấy, em để cho anh em về cái giá nhá, rất là ưu đãi luôn. Đấy. Và anh em cứ xem đi. Đây là những cái giá này nhá, ngoài cửa hàng em đảm bảo luôn, người ta không ai bán cho anh em cái giá này đâu. Chỉ hôm nay trên video hôm nay chúng em mới bán cho anh em cái giá này. Nên là anh em nào đang cần mua thì nhanh tay chốt đơn luôn hộ em nhá. Đầu tiên này là em giới thiệu cho anh em là lô ngày hôm nay là lô chữ C. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tại sao mà em lại ký hiệu là như thế? Để thuận tiện cho bên em bán hàng cũng như là anh em mua hàng. Ví dụ là anh em ưng cái C1 này rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ anh em cứ nói bên em ấy thì nó rất là dài dòng và nó là linh tinh. Em không biết là anh em muốn chốt cái con máy gì cả. Thì bảo anh em chỉ cần lưu ý của em nhé. Ví dụ anh em muốn mua hàng của bên em thì bảo là anh muốn chốt con C1, hoặc là anh muốn chốt con C2, hoặc là anh muốn chốt con C3, là cửa hàng chúng em biết ngay là anh em muốn mua cái bình điện hoặc là cái máy cưa, hay là cái máy cưa nhỏ này này, hoặc cái máy cắt cỏ thì kia là C4 nhá, C5, C6 đấy, hiểu chưa? Chỉ cần gọi hẳn cho em thôi, bảo là anh muốn chốt con C mấy và cho em xin thông tin địa chỉ để em ship tận nhà cho nhá. Đấy, đây hoàn toàn này là giá này là em đã đều bao ship cho anh em hết rồi. Đấy, đều bao ship rồi nhá. Đầu tiên là cái con C1 này đây, em không bắt cọc trước đâu. Đầu tiên là cái con C1, cái bình điện này là bình điện phun nước sâu. Phun nước sâu nhá, bình này là bình 20 lít, bình mới tinh 100% luôn. Hôm nay em để cho anh em cái giá sập sàn luôn anh em. Đó. Bình 20 lít nhá, 590k một cái. Giá ngoài này nhá, ngoài cửa hàng người ta đang bán với cái giá là hơn 800. Nhưng mà hôm nay em để cho anh em giá gốc luôn, 590k, bên em lại còn miễn phí ship đâu luôn. Anh em cứ lấy về và sử dụng. Bình mới tinh luôn nhá. Bình này này, đây nhìn thấy không? Đó, ống cần là ống cần cần là cần rút được luôn nhá. Đấy, bên trong cục sạc này cũng như là rất là nhiều thứ này anh em. Anh em nhìn em này, bếp sạc này. Đó, tay nắm này, phiếu bảo hành 3 tháng nhá. Đây phiếu bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất luôn này. Đấy, cái bình này nó sử dụng là bình ắc quy 8A. 8A đấy anh em. Đấy, nên là nó cũng tiện lợi lắm anh em ạ. Bây giờ thì làm gì người ta bơm tay làm gì đâu, 590k một cái. Đó. Đây, map mở đây, công tác, phần công tác có nằm hết ở đây nhá. Cục sạc này, thấy không? Đó, bật lên là kêu thôi. Đấy, thấy không? Bật lên là chạy thôi. Rất là tiện lợi nhá. Đấy. Và đây này, sau này nhá, cái này này anh em này. Cái cục sạc cục ắc quy có thể tháo ra được. Lấy ra được anh em. Giờ nó thiết kế rất là ok luôn anh em, khi nào anh em chứ là nhá, xài cái bình ắc quy này đúng không? Mà nhà mất điện muốn lấy cái bình ắc quy này ra để thắp đèn linh tinh được luôn anh em nhá. Chỉ cần mở cái nắp này ra thôi, lấy được cái bình ắc quy ra. Đó, bình ắc quy rút ra được nhá. Đó, khi nào anh em cần thì anh em lại đẩy nó vào cái là nó sẽ lại phun nước sâu được. Đấy không? Thế là rất tiện lợi nhá. Giờ nó thiết kế rất là tiện lợi và công năng luôn cho anh em. Rồi, qua con C2 này, anh em nào cần cái bình điện thì nhanh tay chốt đơn luôn nhá. 590k này là cái giá nó quá hời rồi đấy. Giá nó là quá hời rồi đấy anh em ạ. Rồi, qua con C2 này là một chiếc máy cưa xích. Cưa xích hàng máy to để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác, nhưng mà hôm nay em cũng để cho anh em với cái giá siêu ưu đãi luôn. Siêu ưu đãi luôn cái con này này. C2 giá 1.150.000, lam sẽ dài 55 cm cho anh em luôn. Lốc sẽ lốc của kim nhôm, lobo 2 cửa xả có tích hợp chịu giật trợ lực nhá. Hôm nay em sell cho anh em là 1.150.000. Con này là nòng 45mm, công suất là 54cc về cắt khai thác gia đình hoặc khai thác tầm trung nhá. Cắt đường kính gỗ khoảng tầm 30cm đổ lại là vô tư. Đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30cm đổ lại, 30cm thì chắc khoảng hơn găng tay này, chắc găng rưỡi tay gì đó. Đấy, thì là vô tư luôn, cắt hạ gốc cây thoải mái nha anh em nhá. Đấy, con này thì nó là chung hàng quá khỏe đấy anh nha. Em nổ cho nghe nhá. Ok cho anh em, nghe tiếng máy nổ rất là giòn luôn anh em nhé. Tích hợp chụp giật trợ lực nên là nó giật rất là nhẹ nhàng, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Hàng này là máy mới tinh 100% nhé.
máy mới tinh 100% khỏi phải lo hàng chủ công ty luôn. Anh em nhìn này, có mã số vạch đàng hoàng luôn nhá. Vào đây có mã vạch dập ở trên bô đàng hoàng này, hoàn toàn nó trùng khớp lẫn nhau đó. Con C2 em đang bán là một củ 150, bên em bao ship cho luôn. Rồi con C3 này, C3 là một chiếc máy cưa mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao. Anh em lớn tuổi rồi không cầm nắm những con máy lớn được, thì hôm nay em sell cho anh em cái con máy C3 này là giá 1.250.000 thôi. Đấy, ngoài cửa hàng người ta đang bán tầm khoảng 2 triệu một con đấy, nhưng mà hôm nay em bán 1.250.000 một cái. Rất là hời, rất là rẻ cho anh em luôn nhá. Máy mới tinh cho anh em luôn. Lam sẽ dài 30 cm, con này cân nặng khoảng tầm 3 kg thôi. Cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao này, sử dụng rất là ok nhá. Đấy, sử dụng hao chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 và bên em bao ship cho anh em luôn. Và bảo hành 6 tháng đầy đủ luôn. Anh em nào ấy mà lớn tuổi rồi anh em cần một chiếc máy cưa ấy để đi cắt cành tỉa nhánh này, hoặc là anh em tỉa cây cảnh ấy. Đấy, bây giờ cầm cưa tay làm gì? Nó mệt đúng không? Mà giá giờ những con máy này bây giờ rẻ ngang bằng máy cưa điện. Nhưng mà máy cưa điện xài không ngon nhé, xài dòng động cơ nó mới ngon. Động cơ nó mới ngon. Đây, cái này nó sử dụng là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này, cái này là cái buồng nhớt nha, để nó hút ra nó bôi trơn cái cây lam xích này này. Anh em vui lòng đổ nhớt không vào hộ em. Còn bên trên này là đổ xăng, nhưng mà xăng pha với nhớt nhá. Đấy, xăng pha với nhớt hai thì nó giống như máy cắt cỏ, nó không khác một tí gì. Và con này nó thiết kế nhẹ lắm. Đó. Dùng nổ rất là giòn nha. Nghe tiếng máy nổ là anh em biết là cắt gỗ nó ngọt ra sao rồi. 1.250.000 cho một chiếc máy cưa C3 này đây anh em. Nhanh tay chốt đơn luôn anh em nhé. Hàng này thằng Kamatsu KM2500, máy mới tinh 100% luôn. Đấy. Vâng, và bây giờ này qua ba cái chiếc máy cắt cỏ để cho anh em là có nhu cầu thì nhanh tay luôn này. Rồi, C4 là một chiếc máy cắt cỏ nòng 36 ly, thì đây em ghi rõ rồi nhá. Con này là nòng 36 ly. Em đang bán 1.400.000 một chiếc, xả cho anh em luôn, và bên em hoàn toàn bao ship với cái giá này. À, con này ngoài cửa hàng người ta đang bán với giá là hơn 2 củ đấy anh em, nhưng mà hôm nay em để cho anh em giá gốc luôn, 1.400.000 một chiếc. Anh em mua của bên em chỉ có lời chứ không bao giờ có lỗ cả, thấy không? Con này sử dụng côn này, nó làm phần tum côn rất là chất lượng và chắc chắn anh em nhá. Nhìn cái phần tum côn này hộ em là biết là con máy này nó ok như thế nào rồi. Đây, phần cùm cần này anh em nhìn hộ em này, đây nó có cả cái cao su ở đây giúp làm giảm sóc cái tay cầm, cũng như là để đỡ phần bị gãy cái phần này. Xài một thời gian cái cần này nếu mà không có cái cao su này nó sẽ bị nhanh bị gãy. Đó. Đây, thấy không? Này phần này ốc này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Cả chiếc đầu bò đầy đủ linh tinh luôn. C4 cho một chiếc máy cắt cỏ nòng 36 ly. Con này là hàng tầm trung, về vừa phát bằng dao được, vừa phát bằng cước được, cân nặng tầm khoảng 5 kg rưỡi nhá. Con này tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, một ngày tầm khoảng 2 lít rưỡi xăng thôi. Đó. Một củ tư một chiếc, con C4 nòng 36 ly nhá. Rồi qua con C5 này. C5 là một chiếc máy cắt cỏ nòng khỏe luôn, máy to. Đấy, con này này 1.950.000, em đang bán cho anh em 1.950.000 thôi. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này với cái giá 3 củ đổ lên đấy anh em, không cái giá này đâu. Nòng con này lên tới 40 mm luôn nhá. Công suất là 41cc, hàng này thằng Humana loại 2. Hàng loại 1 là Hu Thụy Điển ấy, nhưng mà con này là hàng loại 2 thôi. Nhưng mà dùng vẫn là ok nhá. Em đang bán với cái giá này em nói thật ý, bao rẻ cho anh em luôn. Sử dụng tung côn này, tung côn rất là lớn luôn. Đấy, 1.950.000 cho anh em về đi đập phát cước này. Đập phát cước rãy nương nhiều đây. Đấy, anh em nhìn hộ em này, nhìn con máy này nhá. Con này đặc biệt này, nó sử dụng này, bộ lọc gió hòa khí của nó cũng là bộ lọc gió 2 lớp luôn. Giống y hệt một con Hu loại 1, Hu Thụy Điển ấy, không khác một tí gì luôn. Con này dùng rất là ok nhá. Đấy, đây Hu này, lọc gió của nó này, nhìn hộ em này, đây lọc gió bên trong này vẫn là còn một lớp đây nhá, 2 lớp lọc gió luôn. Đấy, và máy móc nó làm thiết kế rất là bài bản và ok luôn, có cả cái nắp ở đây này để giúp cho khỏi cần phải nước nồi nó vào. Anh em nhìn không, nhìn nó làm cho thiết kế rất là ok đúng không? Đấy, cái giá này em nói thật là bao rẻ cho anh em luôn, anh em mua chỉ có lời đi. 1.950.000 em bao ship cho luôn nhá. Nòng 40 mm, tung côn là tung côn lớn này, phần cùng cần này nhìn hộ em này. Đây, đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ luôn nha. Đầu bò con này là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ. Anh em nhìn phần cái đầu bò này, nhìn nó làm có dày dặn và chắc chắn hay không.
Đó, con này em đang bán 1.950.000, anh em nào cần thì hốt luôn về và xài này. Đây, để em nộp lại cái. Đó. Đúng em không? Dòng này là dòng Humana 541 anh em nhé. Đây cho anh em nhìn này. Nên phần chân chống nó cũng là chân chống sắt đầy đủ luôn. Đó. Và bình xăng là bình xăng 1 lít nhá. Dòng này một ngày ăn tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày thôi. Đó. 3 lít xăng trên một ngày, nếu mà đập phát cước nhiều ấy thì ăn tổng khoảng 3 lít xăng trên một ngày. 1.950.000 nhá. Rồi cuối cùng là em lên cho anh em là một cái con máy TJ53. TJ53 con này em đang bán lòng 44 ly luôn, con này là 2 củ 7. Hàng này thì nó cũng là hàng loại 2 nhá, chứ không phải là hàng loại 1. Là hàng loại 1 thì nó là hàng Kawasaki TJ53, còn cái con này là hàng Kaiper. TJ53 lòng 44 ly. Bao khỏe cho anh em luôn, nó khỏe y như một con máy hàng Kawasaki TJ53 chính hãng. Không khác một tí gì. Nhưng mà hôm nay để cho anh em với cái giá 2 củ 7 một chiếc. Nhưng mà con này này cũng bao rẻ cho anh em luôn, bởi vì ngoài cửa hàng người ta đang bán với cái giá con này này, nó tầm khoảng là 3 củ rưỡi, 3 củ 8 một con, chứ không có cái giá 2 củ 7 này đâu. Hôm nay em để cho anh em giá 2 củ 7 nha, em đảm bảo luôn cho anh em rẻ nhất cái Việt Nam luôn ạ. Đây phần cùm cần nó làm rất là chắc chắn luôn anh em nhá. Đấy nhìn nó làm thiết kế đồ sộ không? Tung côn là tung côn lớn luôn này. Tay ga cũng là tay ga cải tiến rồi, có tay ga này bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi. Đầu bò là đầu bò trồng cuốn dây đầy đủ luôn, giống y hệt một đầu bò máy Humana, không khác một tí gì. Đấy, con này đầy đủ cho anh em nhá, 2.700.000 nòng 44 ly. Con này ấy, thì nó là hàng siêu khủng long rồi, anh em đi phát thuê phát mướn. Hoặc là anh em cần tìm một chiếc máy cắt cỏ nòng lớn để về đi đào ranh ống dây đủ linh tinh ấy. Đấy, làm con này cho nó chất. Đó, nghe êm không anh em? Nghe êm không? Ok chưa? C6 2 củ 7. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em 3 chiếc máy cắt cỏ đang thanh lý và 2 chiếc máy cưa cũng như là 1 chiếc bình điện. Anh em nào quan tâm sản phẩm nào vui lòng để lại cho em xin số. À vui lòng gọi trực tiếp cho em vào cái số DT em để dưới màn hình rồi. Thì cho em xin thông tin địa chỉ em sẽ ship tận nhà cho anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.